Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nỗi lo về thực trạng trọng tài Việt Nam chất lượng trọng tài lại trở thành vấn đề khá nổi cộm trước khi V-League 2022 khép lại lượt đi. Nhiều ông vua sân cỏ bị than phiền và không ít trận đấu đã bị ảnh hưởng lớn bởi những quyết định sai sót của trọng tài. Những phàn nàn từ người trong cuộc. Vốn là một người khéo léo và rất chuyên nghiệp, nhưng huấn luyện viên Kiati Sắp cũng đã phải lên tiếng về đội ngũ cầm cân nảy mực sau khi Hoàng Anh Gia Lai chịu nhiều thua thiệt trước một số tình huống liên quan đến trọng tài. Không chỉ trích gay gắt và cũng không nhắm vào tên tuổi cụ thể của bất kỳ trọng tài nào, họp báo sau trận thua Hải Phòng FC tại vòng 13 trận do trọng tài Trương Hồng Vũ cầm còi, Rico Thái gửi gắm thông điệp: "Chúng tôi không muốn đánh giá về trọng tài vì luôn tôn trọng trọng tài. Nhưng bóng đá nói chung và V-League nói riêng muốn phát triển, cần sự chung tay của nhiều người, từ huấn luyện viên, cầu thủ, ban tổ chức, lực lượng trọng tài. Ban tổ chức giải phải làm sao để công tác trọng tài được phát triển." Đây cũng là quan điểm của một huấn luyện viên ngoại khác tại V-League. Huấn luyện viên Benji Won Vietheo đã không dưới 2 lần ta thán về trọng tài, kể cả ở trận mà đội bóng do ông dẫn dắt giành thắng lợi. Sau khi Vietheo đánh bại Sông Lam Nghệ An ở vòng 13 V-League 2022 cách đây một ngày, huấn luyện viên người Hàn Quốc này đã thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi cũng luôn tôn trọng quyết định của trọng tài. Với góc nhìn riêng của mình, chúng tôi cảm thấy có chút gì đó chưa đủ. Chúng tôi tuân thủ quy định của cuộc chơi và chấp nhận nó, nhưng chúng tôi cũng mong muốn trong nhiều tình huống, trọng tài phải cẩn trọng hơn trước khi đưa ra quyết định. Hy vọng công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có động thái để cải thiện công tác trọng tài, cải thiện chất lượng trọng tài, giúp chất lượng các trận đấu tốt hơn." Trước đó, sau thất bại tại vòng 11 trên sân Hàng Đẫy do trọng tài Vũ Nguyên Vũ điều khiển, huấn luyện viên Benji Won cũng chua chát nhận xét: "Cầu thủ đội khách có nhiều tiểu xảo để câu giờ sau khi có được bàn thắng, nhưng trọng tài đã không giải quyết và chúng tôi phải chấp nhận những phán xét từ trọng tài. Bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng muốn phát triển thì cần có sự cải thiện ở công tác trọng tài." Cựu còi vàng và cả trọng tài Eli cũng mắc sai lầm. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Kiati Sắc bất ngờ đề cập câu chuyện trọng tài. Ngay ở vòng đấu trước, trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, Hoàng Anh Gia Lai đã chịu bất lợi nghiêm trọng với sai lầm lớn đến từ trọng tài Ngô Duy Lân, trọng tài FIFA cấp Eli. Theo nhận định của ban trọng tài chính Ngô Duy Lân đã có phương pháp trọng tài tốt, ở vị trí có góc quan sát thuận lợi. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, trọng tài đã không phát hiện được hành vi phạm lỗi của cầu thủ Duy Mạnh của đội Hà Nội với cầu thủ Bruno của Hoàng Anh Gia Lai. Đây thực sự là sai sót đáng tiếc của trọng tài Ngô Duy Lân và ban trọng tài đã có hình thức xử phạt đối với sai sót này. Lượt đi V-League 2022 cũng từng chứng kiến quyết định sai lầm của cựu còi vàng Việt Nam 2016 Nguyễn Ngọc Châu. Ban trọng tài cũng khẳng định trọng tài Châu đã sai lầm khi công nhận bàn thắng của cầu thủ Nguyễn Xuân Nam đội Bình Định tại trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Bình Định thuộc vòng 6 V-League 2022. Đây là một tình huống diễn tiến nhanh, trọng tài Châu đã không theo kịp và có quyết định sai lầm khi công nhận bàn thắng. Trọng tài không ở vị trí thuận lợi, cùng lúc có nhiều cầu thủ nhảy lên đánh đầu, hành vi cầu thủ dùng tay chơi bóng bị che khuất, khó quan sát. Thu kém so với khu vực, một thực trạng khác của trọng tài Việt Nam là số lượng trọng tài đạt chuẩn FIFA đang ở mức thấp đáng kinh ngạc. Vài năm trước, Việt Nam thường xuyên có 5 trọng tài FIFA, nhưng sau khi một số trọng tài đến tuổi nghỉ hưu, trọng tài đỉnh cao đến năm 45 tuổi là hết tuổi nghề và số bị trượt khi xét tuyển đã khiến số lượng trọng tài FIFA ở nước ta giảm sút. Hiện tại, Việt Nam chỉ có 3 trọng tài FIFA gồm trọng tài Ngô Duy Lân Long An, Hoàng Ngọc Hà Hà Nội và Nguyễn Mạnh Hải Hải Phòng. Con số này chỉ hơn số lượng trọng tài FIFA của Brunei, ngang bằng Campuchia, Lào, Philippines. Trong khi Thái Lan và Malaysia mỗi nước có 6 trọng tài FIFA, Singapore và Indonesia cũng đều có 5 trọng tài FIFA. Việc có ít trọng tài FIFA khiến số lượng trọng tài Việt Nam điều hành ở các giải lớn cấp khu vực và châu lục cũng bị hạn chế, dẫn đến họ không có nhiều cơ hội học hỏi và thể hiện khả năng ở đấu trường lớn. Một quan chức trọng tài cho biết thực tế FIFA cấp cho Việt Nam đến 6 suất trọng tài chính và 7 suất trợ lý trọng tài FIFA. Nhưng suốt nhiều năm chúng ta chưa bao giờ lấp đầy tối đa định mức này dành cho trọng tài chính. Càng đáng chú ý hơn, Việt Nam luôn dồi dào số lượng trọng tài nữ, trợ lý trọng tài nữ, trọng tài Futsal đạt chuẩn FIFA và cả Eli. Kể cả số lượng trợ lý trọng tài nam đạt chuẩn FIFA cũng đã có đủ 7 người. Nhưng số trọng tài FIFA của Việt Nam sau khi bổ sung Nguyễn Mạnh Hải ở đầu mùa giải 2022 cũng chỉ chạm con số khiêm tốn là 3 người, thất cảnh ở trung mâm với Brunei nhưng lại vẫn chỉ bằng Campuchia, Lào. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!